Hello anh em, chào mừng anh em tới lại kênh Family của mình nha. Hôm nay tiếp tục làm về con game Family mọi người. Chào mọi người, chúc mọi người một sáng vui vẻ nha. Rồi mọi người thân mình một chút nha, mình chưa nói sang quốc mà là chuối hay chuối giòn chuối hả? Hello anh em, chào mừng anh em đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ làm về con game Liên Minh nha mọi người. Chào mọi người ở kênh của mình nha. Không có gì nữa, để mình chơi game thôi nào. Tiếp theo mang là mượn bạn dạ. Đào lại xíu nha. Bạn nhái rồi. Dạ. Tiếng thường lấy. Chạy.
Xin lỗi đi nha, mình đang bị lỗi một chút. Rồi, kiểm tra nhiệm vụ này mọi người. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, một cái nhiệm vụ tím nữa mọi người ơi, cố lên. Ôi, học được rồi. Hay là bạn gừng mua 10 item, mua 35 item. Cái này là một cái tổ. Đi lái các mọi người. Thank you.
đảo 1, 2, 3, 4, 5. Dánh đảo chui chui rửa rửa dánh đảo. Mà tôi có làm thế nào không? Trời sướng như vậy, sướng như tiên các bạn. À hú ra hả? Mình đảo à? Trời sướng dữ rồi. Âu hôm qua em ngoài 10 giờ em về là 10 giờ mấy đúng rồi. Đi bộ luôn hả? Vừa chạy vào video nha mọi người. Máy tiếc ghê, chuyện xoay 4 video bây giờ và thiếu 4 video. Chuyện nó đang úp đây nè, xong bấm xóa luôn, ngu. Xóa xong rồi quá, cái thùng rác quá, 5 ghi tự nó mất, tự nó xóa bình biển luôn. Rồi xong. Dính luôn kìa luôn. Chấm thôi giờ đủ mẹ rồi. Sáng đi ra biển chơi rồi. Công khai đâu mà.
Trời ơi, Lộc mà, Lộc nó không nợ với em có biết mô. Em biết sao cùng mà. Tần á, dở anh Quốc. Nuôi vui tươi đó. Đạo chơi là clip. Có nghe chưa, đạo chơi là đạo clip. Đúng lại cái nữa. Clip với đạo.
Quốc ơi, có gì khoảng thời gian em về quê em biết mấy ngày nói đó là chắc chắn không chuyện gì đã như người tầm bốn bốn năm năm mặt đó. Vì sợ Đức nghỉ cùng lúc với em mệt nè. Đồ mà Đức nghỉ ghê anh. Đức báo rồi mấy một ngày chín về rồi khoảng kêu là 30 về 31 chứ. Trời đó, trời đó khen thầy. Mai là đợi làm sớm nha. Mai là đợi làm sớm ngủ em nha. Chào linh mà mình chụp đúng ngon luôn nè. Không để ra lát bán mua đậu. Không để anh để cái nào hết à. Đồ mà để một bịch được cái không để trên nào thài. Để tới ngày sáng ngày mai vẫn còn mà. Xài quá anh, xài quá anh đậu ơi. Như bữa đó anh đậu nghỉ mà. Bài đúng clip đã có nhiều thời gian thì anh đã giúp miếng nha. Được chưa? Ok khang nên bỏ một hai lon bia giúp thằng em, cái thằng em về nhà có việc. Bye. Lơ khang các bạn thử lơ khang lọc lọc bạn. Mình kêu anh Đào là có gì em về quê anh Đào hỗ trợ với anh Đào lơ khang. Mình bên nơi dậy chưa khang. Để chết em rồi. Để đi cái chi. Để chi thầy. Anh Quốc á. Nhúc nhà Quốc. Quốc ok liền nè. Đẹp nè. Mình ở vậy chưa. Để chết thôi rồi. À không á. Chứ gì mà lơ khen. Mình ơi rồi. Các bạn ơi. Thank you.
Quảng cáo tô hạ xe người ta. Nhưng quảng cáo tô hạ xe người ta. Ok, biển lớn phải. Nó không tự phải được, nó chỉ có công thức khác. Nó phải cái đây là biết rồi. Rồi, chuyển đổi qua. Chuyển đổi qua từ tiếng Anh đến tiếng Việt, nó đúng nghĩa đó không? Đó, cái này tầm cho mọi đó đúng rồi đó. Ờ, cốp bắt đầu bây giờ mình cốp nè, cấu trúc đúng rồi, cốp bên dưới đó. Được quá trời, biết là giúp lọc khen đó nha. Trời, mình không chịu nhọt xuống. Quét đã, quét chữ đã. Màu đen mới chỉnh được chứ. Bấm đây biết. Đâu cho đại gì nữa ơi. Đại chi giờ ông sướng rồi, đi qua lập thành lâm gia khổ rồi ta. Giờ tan giá trong vẫn mỗi ngày mỗi đời. Nhìn vào nỗi nhớ vô vơ, gian gian khi giữ mập mờ, nặng từ sầu ta vội đổ vỡ. Tối nào ăn hả? À, tối nào ăn hả? Tối lẩu khác không? Tập những cân mà. Quốc giờ còn 2 năm nữa mới về, lo quá. Hai chuyện qua, chuyện qua. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi, nó gì cũng đúng với tên. Anh em mà đã thầy, cãi anh. Ngày mà có tay tắm suối ta đã bưng ra biển lớn rồi. Đào thầy mấy đường em. Mấy em nè đào thầy. Bỏ khay nha anh Đào, mới lửa đi bỏ khay nha. Cười đồ. Chặt tay ba Đào. Bỏ khay lửa thì bật nha Đào nha. Lấy lửa thôi các bạn nha. Vậy là chúng ta chia tay nhau. Còn gì nữa đâu em mất đi. Và chỉ khi anh mất đi em thì anh mới hiểu ra nếu em hiểu lầm đây. Mình giữ gần mọi người. Đêm gió bay khủng nát mưa, hứa sẽ yêu lâu dài em còn đâu phải. Bò đá mơ uống để cho em cầm em cho chắc cho anh để một người được qua nhau cầm xin cho anh để một chai rượu này cầm 5 lít đâu ra tại xin ké người ta xin cho 5 lít nhiều nha em thì mình cầm cái thùng điện được để em nghe từ đông trùng hạ thảo chưa. À, là xin chỉ tên kích thị. Là kích nhà anh Đào đó chưa? Có rồi, chị cũng kích gì? Đào chỉ có... Dạ, em về em đâu có lửa đâu có. Xưa vui lắm. Nhỏ. Nhỏ cái ông này, con này biết ông bay mà. Càng hổ cốt quá. Thất mẹ tứ cây luôn. Đồ mẹ quấn trời ơi, quấn trời xương có. Ông quấn mà đúng đúng lấy xương làm keo được luôn mà quấn đồ mẹ. Ông quấn trời. Ông quấn mặt gấu thì đổi ông cái ghi keo có đồ mẹ quấn trời. Nhớ miết luôn á. Quấn chắp cánh ước mơ luôn mà. Thank you.
Warrior sinh năm Boruto sinh năm Naruto. Em làm gì ở đâu? Tôi biết hết. Tôi biết hết. Tôi qua em làm gì ở đâu? Anh biết hết, không cần nói dối. Với ai vui bên tôi, tôi có em làm gì ở đâu? Đâu? Đào. Cái trường mà kỹ thuật dược Đà Nẵng được một đạp trường nó lâu chứ. Phải chứ nó không? Phải chứ nó không? Bữa em coi nó đang mở hệ liên không. Nhưng mà nó là kỹ thuật gì đúng không? Kỹ thuật dược gì đúng không? Đúng rồi. Không, chỉ ở đâu Sơn Trà gì đó. Không có hiện, nó chưa lấy cho liên thông rồi. Có bài. Eo. Đừng bắt anh phải nhìn theo. Người con trai là ai? Cái gì? Example. Go in hand. Will form. Tây Sơn tomorrow nay tôi thì chặt cây cái gì quýt khô quýt khô sao nhìn nó cái lục cúng vậy ta, sao anh đại dịch nghĩa là gì đây? Sao ngày mai mới là khai thác và mở rừng? Thì là về ngày mai. Tom tomorrow. Khai thác để về rừng vì ngày mai. Vậy hôm nay vẫn làm, ngày mai mới khai thác luôn ạ. Vì tương lai. Chào anh ơi, chứ em bạn bè thì chúng ta nói gì chứ không. Trung Quốc kìa. Khai thác đại về rừng vì ngày mai. Anh Quốc thấy sao? Cần sửa không? Không cần để ráng này. Ơi, chị chào bài. Chị chào bài. Ráng khen ơi, ráng khen. Ráng khen. Anh tự ráng khen đúng mày, cái tao ít là ráng khen đúng mày. Hôm nay là liên tục mặc chiếc chuyện ta. Đây video thông minh, 2 video thông minh là 5 video 2 giờ mà xong. Eo. Hai cá.
còn đi đứa đâu mà khóc với sầu. Bỏ lô, bỏ đề, bỏ cờ, bỏ bạc, bỏ. Đôi khi anh nhận ra bù đầu trà cái trà hồng tối hôm qua bạn uống mày quên hả? Mày nhớ tối qua bạn kêu là uống nước gì không là mình đưa cho bạn uống không? Có chứ không có. Anh em mắc hủ ghê bây ơi. Thì bạn mình nói bạn ơi hết nước rồi bạn cũng đá mà kêu uống thì mình cũng có mời rồi. Mình không làm thư mà anh. Ủa chiếc đều đổ ra nè. Chú Đáo. Đó này, một cú cúc đổ ra nha. Chú phải ngay. Chú đâu chỗ nào nữa, mình Minh ơi nữa. Chịu ai lơ khen quá. Ồ, còn một ông anh đồn chất lượng nữa. Anh Đức. Đức lớn ơi. Anh đi chất lượng. Anh đi chất lượng rồi, Đức ơi. Chất lượng thì là hỏng mẹ rồi, nhưng mà còn chất lượng thì hỏng mẹ rồi. Mình có thể lắm, ví dụ ông anh là chất lượng nhất mình thì ai ngờ đầu cảnh mẹ luôn kìa. Kinh buồn quá. Em già của mẹ rồi. Đụng tay không còn nhanh này nữa. Đầu thì nghĩ tới cái tay bấm kịp. Đụng một cái tay mình tính đâu. Em sắp biến lên mình làm cái kiểu ha. Nghĩ không hả, chưa bấm nổi rồi bấm kịp. Đụng già nè rồi. Đụng già rồi anh ơi. Thấy chân nó làm ra làm cầm. Quá nắm chặt đủ lẹm gì. Ai đây ôm một mình cài làm đá không đâu. Mày thường cái năm tiền chưa được dai.
từ quý vậy mày? Làm cái sợ mà người ta xin khen cho mày. Em ơi, ủa anh tưởng anh em mờ từ nãy giờ nói không hỏi không nghe trả lời mà anh sáng hả anh khỉ cho Đức hôm nay Đức kêu im nha Đức ơi Đức đang bị già là bị thịt đất. Nín nữa. Mà áp lực công việc quá rồi. Đạo ơi, mình áp lực công việc quá rồi. Ăn kìa nào. Đại ăn đi anh Đào. Thank you.
Mà đầu chung em mình cởi eo nóng quá. Qua qua xa xa na na trường đến mọi nhà tiếp tục nha mọi người. Mình đang nghe cà rốt nha mọi người. Tình đẹp như tự như an an
rời xa còn tìm gặp đá. Ra trong vắn môi ngày buồn sẽ chỉ vào nỗi nhớ vu vơ dàn tan diu diu mập mờ nắng chưa tàn. Bán chờ nắn sơn vai em gầy đều ra cho em bước qua gì nữa bạn. Quẹ địa bàn đó, đâu là đâu. Không dư family nhưng mà chưa liên minh. Bộ quá bù lại với nhau mẹ. Ấy ơi trời. Chạy qua đập đá chặt cây sau hai tháng nha mọi người. Ok lên chỉnh lại cái máy chút nha. Nàng đẹp như được như anh nan rồi xa tìm anh cứ ngỡ thầm than thở ấy trong theo làn mây. Thank you.
ta sau này sẽ đánh mất cả khi không có em. Tháng năm thì là muốn em rời chốn đời. Đập đá mọi người ơi, đập đá mọi người ơi. Tiếp theo mọi người ơi, đập đá tiếp mọi người ơi. Puta, Anteo, Anteo. Chắc chạy. Đừng khóc. Nếu không yêu anh, em sẽ hạnh phúc. Rất đau nhưng anh phải lăn lộn. Phải làm em tin rằng anh đã không còn như ngày xưa nữa. Từ đó buồn vui bên em anh không hạnh phúc. Nhận ra trong anh tình yêu ai không thể thay đổi. Một ký ức đã từng rất đẹp đã kết thúc khi em về bên ai. Chơi cục cước cũng qua 10 tuổi với lớp về ăn chơi được cước các bạn. Thấy mình là ước gì bạn Lộc cũng cho ta nước ngọt, từ bạn Lộc suốt đời luôn. Tiền nè, vợ nó tiền. Sáng mua cà phê mà anh đạo kiểu nhanh với mày liền. Gì bài chửi khang bài, chứ giờ tao cái gì là tội lỗi mày nói, tao rút kinh nghiệm mới chửi khang mày hài bố. Chào. Hôm qua để đến đầu tao cho từ để đợi Lộc đi xong để. Hôm qua tao biết mày đi xong đéo đâu. Tiền không sai, còn đúng 52.000 này cũng mấy. Đại uống nước gì? Nè uống thì đi mua nước làm đéo gì vậy bà? Bất công vậy? Đại uống nước gì? Thì uống không độ. Bắt chước hàng ra nè em. Chà, nó công các bạn kêu bạn em giảm cân mà mình kêu uống xịt tin rồi bạn mất trước sao? Uống nước ngọt rồi bây giờ giảm cân được đó. Đúng không Quốc? Anh không, anh dài được hơn. Cái hình là hồi lỏng nặng lên thì mình nhóm đu mấy cái bó ốm giữa anh Quốc. Đu mấy nhìn như anh nghĩ thề luôn. Bây giờ nhìn có da có thịt đỡ hơn thì nó
hầu. Tính là gì? Tính là tròn tròn có chút mình có mở thì nó là hợp lý hơn mấy lúc đó. Lúc đó có chơi đồ mà mình sợ ốm dữ vậy hả? Không ăn sáng hả? Rồi chị gà chị hàng bắt ăn xong mới ăn lại à. Ví dụ như anh lên ký mà ví dụ mình muốn sẵn là dễ nha, mà khi ốm không mập lên nên khó. Tại ví dụ nha, người ta kêu tự nhiên phải mập nhưng mà mập ốm xuống là dễ nha. Ví dụ nó mập lâu năm nhưng mình khó, nhưng mà chuyện anh mới lên á là xuống nhanh lắm. Anh ví dụ mình bị sốc tinh thần đó là đâu quay trở lại cũ liền, mà quay nhanh đó nha. Giờ buồn thì công việc như là áp lực bắt đầu chết lại là anh ốm nhanh lắm á. Còn dữ người hay lắm, có mấy người mà ốm á thì mập lên thì nó ốm lại dễ, còn người mà mập á thì ốm lại khó. Hiện tại giờ nhìn có vẻ rất thích rồi. Hồi có cái gì đó nhận không ra luôn mà. Chỉ như ốm. Ốm mà nó hô luôn hả? Mẹ ốm kinh thiệt. Giờ ấy bình thường. Đấy, chập chai. Đã đủ. Mọi người hẹn gặp mọi người những buổi live sau nha. Tạm biệt, bye bye.